Thưa cô, các bạn, con là Nguyễn Phương Thảo, hiện tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và năm nay con lên lớp 8 ạ. Thì con xin được phép giới thiệu với cô và các bạn một trò chơi chạy, và cái trò chơi này tên là Kintsugi no Yaiba Run Race, có nghĩa là cái cuộc thi chạy. Thì Kimetsu là một bộ phim phim anime con rất là thích, nên là con đã lấy ý tưởng cho nó để con làm. Thì nhưng mà ở game thì ta sẽ thấy được hai anh em nhà Kamado, thì chúng ta sẽ điều khiển làm sao để né đá và né cái lọ thuốc màu đỏ này, lọ thuốc màu hơi hồng hồng này. Thì cái lọ thuốc nào là thuốc độc ạ, và khi chạm vào cái lọ thuốc hay là cục đá thì nó sẽ bị giảm tốc độ ạ. Thì con cũng có lập trình thêm, nếu mà mọi người thấy ồn quá thì có thể là bấm Enter để dừng lại, nếu mà muốn chơi nhạc tiếp thì có thể là bấm P để chơi tiếp, để chơi cái để bật nhạc lên lại ạ. Và con có lập trình thêm phần thuốc màu xanh dương để giống như là thuốc giải của cái thuốc màu đỏ nữa, nhưng mà nó đang bị lỗi về hiện tại chưa có chạy được ạ. Thì sản phẩm của con cũng khá gặp khá nhiều lỗi trong làm lần này, vì thứ nhất là cái icon của cái bài của con nó không hiện được, và thứ hai là nếu mà mình không để ý nhân vật quá lâu thì lâu lâu nó bị cái cỏ nó sẽ bị chạy ngược theo chiều ngược lại ạ. Và con vẫn chưa biết cách khắc phục. Thì con cũng có lập trình thêm cái khi mình bấm escape thì nó cũng có thoát chương trình cho mình nữa. Và con mong rằng trong tương lai con có thể phát triển thêm được, có thể sửa lại cái phần thuốc màu xanh dương bị lỗi và thêm thuốc màu xanh lá màu hồng vô nữa để cho bài thêm thú vị hơn, hoặc là thêm một số chướng ngại vật nữa. Dạ, phần trình bày của con đến đây là kết thúc ạ. Rồi, cô cảm ơn phần trình bày của Hương Thảo. Các bạn thấy game của bạn cũng khá là độc đáo đúng không ạ? Cũng khá là rất nhiều cái sự sáng tạo ở đây. Như bạn đã trình bày thì bạn cũng đang gặp có thể là ba lỗi. Một là cái icon bạn ấy bảo là lót mãi mà nó không lên. Cái icon là cái chỗ này này, đúng không? Không lên icon vào đây à? Dạ, cái chỗ này á không lên ạ. Dạ không lên luôn ạ. Thế với lại cái một cái nhân Con vật nó không kiểu biết là tại năng sao lượng không để lên. giải khi mà bị trúng độc cái lọ màu hồng đấy thì bạn đang không lót được vào. Một cái nữa là các bạn thử để ý cái nền cỏ của bạn đi xem cái phần Dạ phần không, có bụi. lòng một sinh dương ạ. Có lòng một sinh dương. Cái bụi cây này các bạn nhìn cho cô có đúng là nó bị chuyển động ngược không? Cái nó kiểu Có vẻ nó dạ bị không đi trong cô, cả. dạ để lắm, để vài ngày xong hồ xíu chậm một tí thôi, xong hồ nó bị, dạ đúng rồi, con đang đi ngủ của cô. Đang đi ngược không? Cô nhìn nó không rõ rồi. Các bạn có thấy ngược không? Dạ đúng rồi, cô nó đi ngủ sau với cái hình như dúi ạ. Tức là khi sau khi mà đi hết một lượt màn hình là nó lại đi ngược lại. Dạ không, giống kiểu là bị dính chậm nhiều rồi xong tự nhiên đi ngủ luôn, không Kiểu làm được gì nữa, phải phát chương trình vô lại. rồi cái đấy để nói sau. Bây giờ nói về ý tưởng và những cái đã làm được trước nha. Bây giờ cô mời các bạn nhận xét bài các bạn, sau đó thì bạn nào có ý tưởng thì để giúp bạn fix lỗi này, không thì hỗ trợ bạn. Cô mời Hoàng Linh nào. Nhận xét được. Ừ, nhận xét. Nếu con là bài của bạn thì con thấy rất là gọi là thú vị và sáng tạo, vì kiểu bạn đã làm hẳn một cái sản phẩm mới của đi, và con thấy là cái kiểu đồ họa các thứ của nó nhìn nó cũng khá là ổn. Và bạn cũng đã gọi là lập trình được những cái chức năng chính của trò chơi. Thì theo con là
và bạn thuyết trình mà cũng đã khá tự tin với cả cái sản phẩm của mình. Và bạn đã nói to rõ ràng thì cho con là tổng quan lại bạn đã cũng đoán thuyết trình khá tốt. Con có hình dung được cái chỗ nào bạn lỗi để giúp bạn fix không? Con cũng chưa nghĩ ra chỗ nào lỗi. Cái lệnh đầu tiên là cái set icon là cái dễ nhất, sao lại lỗi được nhỉ? Sao nó lại không lên? Đâu cái lệnh set icon của con đâu? À đây cô ạ. Dạ đây cô ạ. Logo đấy à? File Dạ. game.display.setIcon. Con dê vào cái chữ icon đấy, con xem ảnh nó hiện chưa? Không không, Dạ, cái icon ở icon ở trong đường này link này cô. cơ. Dạ cái này nè cô, nhưng mà tại vì do thường thường là con đợi cái nền trắng thì sẽ thấy hiện cái chữ này lên mà xong giờ nó không có hiện luôn. Ừ, nhưng mà Icon của dê ảnh này chuột luôn. vào cái chỗ logo này để cô nhìn xem nào, cứ quay về tệp code đi. Dê chuột đấy xem có hiện ảnh không? Đây này. Có cô. Có hiện. Loát đúng ảnh rồi mà sao lại set icon nó không lên? Cái ảnh là kích thước bao nhiêu vậy? 4204. À nó to quá, khả cô nghĩ là nó to quá. Cái thuyền rồng mình nó còn to hơn cơ mà nhỉ? Thuyền rồng mình có phải resize trước khi set icon nhỉ? Hoặc là con có thể resize lại trước khi con set xem có vẻ nó do nó to quá mà không hiện không. Tiếp theo cô mời Lộc xem là Lộc nhận xét vào cho Giờ cô bạn. cho con hỏi lại bạn cái chỗ mà kia lọ thuốc màu hồng. Con cứ hỏi đi, hỏi bạn. Dạ ý con cho mình hỏi là cái lọ thuốc màu hồng dùng để làm gì vậy Thảo? Cái đó thì nó cũng sẽ giảm tốc độ nhưng nó sẽ giảm nhiều hơn so với đạn cục đá ấy. Sẽ Dạ giảm con rất nhiều là nó là hơn một một vật tí. cản. Một vật Dạ cản đúng rồi ạ. bị giảm điểm. Lâu ạ. Dạ, ba của bạn á, thì bạn cũng đã cải tiến dựa vào một cái bộ phim bạn yêu thích. Và phần đồ họa thì bạn cũng thiết kế lại ra nền rồi thêm các cái nhân vật của bộ phim vào. Về phần trò chơi thì bạn cũng có thiết kế thêm một số cái đối tượng trang trí, ví dụ như là cỏ, rồi bạn thêm cái lọ thuốc màu hồng vào để giảm tốc độ cho cái trò chơi của bạn. Cô giờ lên rồi cô. Lên rồi. Ok. Đấy, tức là nó bị to quá, nó không thể lót vào đấy được, nên mình phải giảm kích thước. Thế còn Về cái phần thuyết trình thì bạn màu. thuyết trình rất là trôi chảy á, và bạn cũng nêu rõ được những cái khó khăn trong cái quá trình lập trình của bạn, những cái lỗi bạn chưa thể khắc phục được. Rồi. Dạ. Còn gì Còn cái không? nhạc thì em cũng chưa có nghe À đúng thấy rồi. cái nhạc gì hết ạ. Hương Thảo xe lại phần sau đi, chứ cô các bạn đã chưa thấy phần âm thanh. Đấy, phần hay Dạ, hay độc để đáo đợi cô chưa đợi thấy. một tí ạ. Chưa thấy âm thanh. Dạ rồi cô. À À đây. Dạ thì bấm lại đây là nhạc xem phim của nó luôn á à? thì nó cũng có. Dạ đúng rồi ạ. Tức là con có cả cái chức năng là cho play với lại pause nhạc à? Đúng không? Mà kiểu nó sử dụng trên bàn phím á, cô bấm nút P để nhạc phát, còn bấm nút cắt để dùng nhạc nhạc đó. Rồi, tức là con có cái sự lập trình về hiệu ứng âm thanh bật tắt. Dạ, với lại khi khi bấm escape ESC cô thì nó cũng có thoát chương trình luôn cô. Thêm chức năng phát game nữa. Rồi, cô mời thêm Hưng là Hưng nhận xét thêm bài của Thảo nào.
Vâng, thưa cô, bạn thuyết trình tốt, bài của bạn khá hay, nhưng mà cái phần nhân vật con thấy nó hơi nhỏ, nhìn nó hơi khó nhìn. Rồi, tại vì con sợ để to quá xong rồi nó bị dính mấy cái kia không có né được cô. Đúng kiểu mấy cái game kiểu Mario á. Tiếp, cô mời Minh Châu nè. Game của bạn rất chi là sáng tạo, rất chi là đổi mới. Mà con cũng rất là thích cái ý tưởng của bạn nha. Rồi. Còn về phần thuyết trình thì con thấy bạn thuyết trình cũng khá là rõ ràng. Gì đâu? Vậy thôi cô. Rồi cô mời tiếp Gia Minh nhận xét cho bạn Thảo giúp cô nào. Con cũng có cùng nhận xét giống các bạn thôi ạ. Rồi Gia Bảo có thêm nhận xét gì cho bạn Thảo không? Con cảm thấy là con thì con cũng giống mấy bạn là con cũng cảm thấy là cái sản phẩm của bạn nó độc đáo, nó sáng tạo, bạn cũng có chịu khó tìm những cái soundtrack, những cái nhạc để mà bỏ vô cái sản phẩm của mình, và con cảm thấy là đây là một sản phẩm rất khá là Rồi. hay. Cảm ơn. Rồi chốt lại phần nhận xét của bạn nha. Cô cảm ơn những cái nhận xét góp ý của bạn cho bài của bạn Thảo. Cô xin chốt lại như sau. Thứ nhất là về kỹ năng thuyết trình thì vẫn như những dự án trước. Thế các bạn thấy là luôn có những cái sự bất ngờ khi mà chúng ta được chiêm ngưỡng sản phẩm của bạn Thảo. Bạn ý là con dân gọi là nữ tính, tức là con gái lập trình, các bạn thấy luôn luôn có một cái màu sắc nó gọi là bay bổng và nó đúng là nó mềm mại đúng kiểu nữ tính luôn. Đấy, nó không như các bạn nam lập trình đấy, các bạn thấy là con gái lập trình thì nó sẽ mang một cái làn gió, một cái không khí nó khác. Đấy, về giao diện, về các bạn thuyết trình cũng vậy. Đấy, bạn lấy ý tưởng từ một cái bộ phim bạn ấy yêu thích và bạn ấy lập trình vào cái game này dựa trên những cái phần kiến thức nền mà được học trong cái dự án Đô Thiên Rồng. Đấy là về giao diện, các bạn thấy là bạn thiết kế lại toàn bộ trên Canva đấy ạ. Bạn thiết kế toàn bộ trên Canva như vậy là một cái sự gọi là design rất là tỉ mỉ và cầu kỳ. Đầu tư thời gian về mặt thiết kế cái phần hình nền này cũng rất là vất vả này. Nhân vật, đấy các bạn thấy. Thế còn về chương trình thì cũng gọi là một số cái lỗi nhỏ, nhưng mà những cái đấy là Thảo hoàn toàn có thể khắc phục được ở giai đoạn sau. Một cái icon thì xử lý được rồi. Thế còn ví dụ cái nhân vật mà năng lượng màu xanh, lọ màu xanh của con thì con sẽ còn một quá trình dài để con làm. Giống như bài của Hoàng Linh ấy, tạm thời là mình mới bị trừ điểm thôi, mình mới làm đến đấy thôi. Còn cái chức năng gọi là để mà giải độc của con ấy thì thôi con sẽ dành cho sản phẩm cuối khóa nhé, không sao cả. Những cái mà con đã làm được thì đã đạt yêu cầu và quá là xuất sắc rồi. Đấy, các bạn thấy là sản phẩm của bạn rất là sáng tạo, độc đáo, màu sắc rất là gọi là mới lạ cho game. Rồi chúc mừng Hương Thảo nhé, đã làm sản phẩm rất là tốt, đầu tư thời gian cho cái sản phẩm của mình. Hy vọng là chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái sản phẩm hoàn hảo của bạn ở cuối khóa rất là tốt và có nhiều bất ngờ mới. Rồi, cô chúc mừng Thảo.